Cái gì đấy anh? Ừ. Trời ơi anh ơi đừng bôi vào áo của chú. Rồi thì nè, Kim Dung 10 bánh thuyền nè. Uy tín nhà bé. Rồi cảm ơn. Ơi ơi. Chỗ nào cũng của tao là số 5, số 5 là nặng. Ờ đó. Rồi. Ừ, nhắn tin chuyên nghiệp thật chứ. Ơ, mày cầm điện thoại nó đánh đợi hơi lâu rồi đó. Sao tôi chốt đơn đi trời. Đi tên. Dạ, trong tin nhắn rác có kìa. Không. Đó. Đây. Đó, My ơi, cho chị nằm anh thuyền kìa, trả lời lẹ luôn. Lẹ lên. Hùng, Hùng cảm ơn nha. Hùng cảm ơn, nãy giờ anh tặng hoa Hùng hơi nhiều, Hùng cũng hơi bị ngại. Rồi. Rồi bây giờ mày phải chuyển cho người ta số cái tài khoản người ta mới chuyển cho cái con ngu này. Thì tính cho mày mà. Mẹ, sao tắt mày nhanh lên thì mình mới làm phố được chứ. Rồi giờ ta làm trợ lý cho mày. Mày ngồi mình ghi tên. Ok, còn tính cho mày. Được rồi. Đợi tư người ta đã chuyển đâu? Được tên. Chưa, phải chuyển xong rồi hãy ghi tên vào để không bị lộn. Bốn đơn. Từ từ nè, đừng có đọc tên và cho xin số banh. Từ từ thì tất mẹ cái con này thì tao phải gửi cho người ta số banh nhưng mày biết số banh của tao à? Mẹ là mày. Số banh là 9 đúng không? Thôi nát. Hơn là. Mày ngồi trên trên ga cho tao ngồi nữa. Tao để điện thoại ở giữa hai đứa cùng người nhìn. Mẹ. Ba chị nói chuyện phải uống đơn rồi. Có chưa? Chưa có, ghi vào. Trời ơi, trời ghi tên kiểu nào chết tao. Tao còn chưa kịp kiểm tra luôn á. Không, ghi luôn em mệt quá, để tôi chết cho. Ghi cho tao nha. Không. Rồi, ok. Tết là gì? Từ từ hỏi xem người ta ship ở đâu nữa. Đây, chỗ ship. Bia chị lấy 5 đơn không phải 3 đơn nha. Vậy để ta trả lời người ta gửi bán luôn. Rồi trong thời gian đó là mày trả lời đi. Ok. Không là ngồi làm nó hay nè. Từ từ đây nè, mẹ cái này phải có thời gian để check tin nhắn. Từ từ cái tên này của ai đây mà hồi nãy mày ghi mày bỏ đây. Cái tên của cái tiền. Trời ơi, tao còn chưa kịp check luôn đó mày à. Chị nào? Chị nào? Cái chị này. Chị này ở vừa mày nhắn nè. Ừ. Rồi, bà giao tao phải chốt nhanh như vậy. Cô chốt 5 hộp bánh thuyền cho My nha. Để ta trả lời giúp cho My. Vậy à, người ta đã vậy rồi. Mẹ, tốn thời gian thật chứ. Mày không nhanh nhanh lên là ngoài phố đóng cửa là khỏi chơi luôn ạ. Hùng nghe. Hùng áp được cái hai chị em của anh quá. Ok cô này. Trời ơi, cái kìa, ở dưới kìa. Nè. Cho mày ghi âm lên, mày ghi âm cho nó nha. Mày ghi âm đi cho nó lẹ. Có ăn được có chữ mẹ gì đâu, có được tạm trình. Ôi, chữ ô là ở đâu? Thì đó, số 6. Số 6, đó. Hùng nghe. Trời ơi, anh ơi, anh đừng. Ok á, mẹ còn chưa kiểm tra xem cái con này. Rồi ghi vào. Này là chi? Rồi mình rút đi dùng ra cái. Ủa ông khô mà. Ông khô mà. Vậy tôi rút giùm ông nha. Có gì mua chết thì thôi. Rồi. Ông khô đó. Làm nhiệm vụ đi. Khô rồi. Ủa mày cứ dạng người ta hỏi là thầy ơi nhận được tiền của em chưa? Mày chưa cho tao kiểm tra sao tao biết được nhận được chưa? Ảo thật đấy. Chị
Ông Hồng. Đây đây. Làm nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ gì? Đang check đây nè. Thua rồi làm đi trời. Ông ngồi thấy ông kỳ cục chứ ông thua cũng chịu nhiều. Không chịu làm kèo. Kèo gì? Kèo kỳ trời. Ngon gì đâu uy tín hết trơn. Để ta kiểm tra thời gian thôi mà. Hộp xì dầu đi 50 cái. Tất cả 50 cái đó. Thời gian này đâu? Từ từ. Không biết thời gian chuyển là khi nào đây. Từ từ nào cái con này. Đấy không? Nè, người ta phải keo ship rồi này. Để ta phải ghi vào khung rộng hết rồi này. Đấy không? Cam mở hoặc là cam ranh mà không phải là phải ship lời ship hàng như người ta này. Thấy không? Rồi sau đó mới báo kho. Mày cứ nói chuyện với mọi người đi, tính lại cho mày, ta thua, ta chấp nhận thua. Ừ, ra hụt hụt đắt đi. Mẹ, để trước báo cho kho đã cái con này ơ. Ơ, mẹ con này mày không để ta check tin nhắn sao ta báo kho được. Rồi, ông rút tiếp đó, ông mua là ông tự chịu nha. Cái hôm này thiệt tình chứ. Hai lần ông thua đó. Thấy không á? Thấy không mọi người, ông thua mà. Do ông mà. Đó, thấy không? Bây giờ tao đang không thấy cái view nữa, view chuyển lại nó nằm ở đâu, tao phải kiếm lại. Ông thua rồi. Mày hỗ trợ tao xíu đi coi nào. Ông thua rồi kìa. Rồi hộp xì dầu 50 cái. Rồi tao thua, bây giờ mày để tao check tin nhắn đã. Trời đất ơi. Không được. Không là không kịp đâu. Đã kèo rồi mà. Ông thua rồi. Ra hộp hết đắt đi. Má ta phải có một trợ lý chứ kiểu này xòe không xòe. Chưa chịu ngoan rồi. Chịu ngoan. Thì đó, ghi loại hàng rồi đó. Ông Hồng. Có thấy không, người ta đang phê bình rồi này. Rồi bà bán hàng, bà không hỏi người ta ship về đâu hả bà. Tôi còn không biết tôi đang mua bánh hay mua nước đó. Đâu, người ta chuyển xong rồi mày phải hỏi xem là chị ơi ship về địa chỉ nào. Hay này kia, mày đợi người ta trả lời, mày thấy người ta chốt 5 đơn, mày lên nghe mày mừng luôn. Đấy. Hỏi làm chi cho mất công đúng không? Ờ. Mày còn điên thì phải ship hàng như người ta chứ. Bán hàng chứ TikTok mình đâu cũng đâu hỏi địa chỉ nhà của người ta đâu. Ờ. Nhưng mà nó mặc định mày phải có địa chỉ để shipper người ta giao. Thì đó, thì cái này mình cũng đâu cần hỏi. Ờ, ảo thật chứ. Shipper tự giao mà. Ship nào tự giao? Không có địa chỉ lấy đâu đặt giao. Sao ông nói shipper trên đây hỏi thằng nợ địa chỉ, nó tưởng tự giao mà. Đó là đơn ở trên TikTok thì mới có tự có địa chỉ. Vậy sao ông Hùng nói trên Facebook cũng vậy? Ở trên Facebook phải xin biết cái con ngáo này. Mày không xin vô giáo mày sao mày giao cho mày cô mày được sờ lạc. Mày nói tao nghe. Tôi đâu có xin đâu, cô tự gửi mà. À, nếu cô đang xem thì nhưng mà cô chưa có gửi mà. À, tao thấy cô gửi đó, mày còn ghi cô là cô đu đó. Cô đổ rồi đấy. Mày nhắn tin cho cô giáo. Cô đủ. Cô đổ là sao? Đây tao đọc lại tin nhắn cho mày coi này. Mày ghi là mày ghi không kiểu biết kiểu gì mà mày ghi là cô đủ. Để tao coi thử nào. Đây. Phải cái này nhà cô đủ mà. Đúng. Đây. Phải cái này nhà cô đủ mà. Má sao cô mày nhắn tin cho tao kêu em ơi sao nó xin địa chỉ nhà chị mà nó chửi chị đủ mà. Mày công nhận mày à, mày hiếu thảo với thầy cô. Mày công nhận đấy. Ủa, tại sao ông có nhiều cái hình ảnh này quá vậy? Hình ảnh gì? Thì cô mày chụp cho tao hỏi là ủa nó đang chửi chị nhà em. Thì tao bảo là không phải đâu chị, mặc dù là con nó hỗn thật nhưng mà đúng là nó chửi chị đấy. À, mặc dù là nó hỗn thật nhưng mà trong tâm nó thì luôn luôn có thầy cô. Nó không phải là đụng mẹ kiểu chửi đâu mà nó kiểu là yêu cô quá mà nó ghi nhầm đó chị. Tao phải giải thích như vậy đó. Nhưng mà tôi đâu có chửi ra. Nhưng mà tin nhắn vừa rồi là ghi đụng mẹ mà. Tại vì Google nó dịch. Thế đấy rồi. Ờ, ảo thật đấy. Nhưng mà cái chữ yêu cô tôi tự mà. Tự gì? Tôi tự mẹ. Ê, mẹ. Lúc đó là nó ghi là đủ mẹ, xong tôi mới đổi lại đó. Tôi nói là đủ chị đó.
Rồi, được rồi. Tôi muốn uống trà đào. Uống trà đào. Uống trà đào. Nó làm cái gì vậy? Nó không có biết con người mình tới là như thế nào đó. Đâu tính rồi. 5, 5, 5, 15, 15, 10 giờ nữa là 25, 25, 35. Không phải tính nhanh thật đấy. Đây này nhiêu? Đấy là từ này. Tao nãy giờ tao cũng chưa check được xem coi là nhận rồi. 37, 37. Rồi ghi vào này, tao ghi vào để tao ship về Đồng Nai này. Ủa đâu tới? Tao ghi vào cho mày nè. Tao phải ghi vào tờ giấy là lắm nữa. Mẹ mày đơn nó lộn xộn, người ta giao hàng về. Nhưng mình tưởng nó sẽ chuyển khoản cho mình, ngồi mình rung đùi à? Kể cả là khách mà người ta nhờ chuyến cam ranh mày cũng phải ghi vào giấy chứ đâu phải mình ngồi đây mình rung đùi xong đâu. Thì cái đó là của ông mà. Thì tao đang ghi vào đây cho mày nè, xem là khách nào là gửi cho chuyến cam ranh, còn ship khách nào là ship về nhà họ là mình phải ghi ra chi tiết ra. Lên kem chống nắng 150k nha mọi người. Kem chống nắng 150k mọi người ơi. Đó. Đây năm bánh thuyền này, thấy không? Cái này ship về Đồng Nai này. Thì mình phải ghi vào để đấy, xong giờ tao copy tao vào trong kho, tao yêu cầu kho đóng hàng. Giao qua cho bên đó. Lắm con ạ. Đó thấy không? Đó. Mấy lúc đấy nhỉ? Hiểu không? Đó, làm việc nó phải như vậy. Vậy sau này tôi mở tiệm nó cũng như vậy. À, đầu tiên là mình chữ cho nó rảnh đã. Và cái thứ hai nói chuyện với cô giáo thì con cảm ơn cô chứ không phải là cái này đúng không đúng ạ. Nha. Chơi thôi, bài này bắt đầu cần căn được 10 đấy. Nhau rồi. Đúng, nãy giờ là thử thương thì chết cái này luôn. Mày nói chuyện mọi người đi. Thầy ơi, đơn em thầy cháy chưa hạn thấy không? Từ từ, hóa xem con ship vào đâu con ạ. À rồi, ok. Mày ghi vào đây chưa? À đây này. Thấy không? Nè, có 4 đơn thôi mà mày ghi vào đây là thầy 5 này. Thấy không? Ghi phải chuẩn rồi chứ. Nè, thấy không? Nè, mày nhìn thấy số 4 không? Mà mày ghi vào đây là số 5 đó. Cái đó không ghi luôn. Đấy, mày đọc tao đó. Mày đọc luôn xong.